Vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 27 tháng 12 năm 2020, trên tuyến đường DT784, gần khu vực trung tâm sát hạch lái xe thuộc khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tây Ninh phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn, bắt quả tang 23 thanh thiếu niên tụ tập đua xe và tham gia cổ vũ đua xe mô tô tốc độ cao, nẹt pô, biểu diễn làm mất an ninh trật tự. Tang vật thu giữ, gồm 16 xe mô tô các loại có phân khối lớn đã thay đổi hình dạng, cấu tạo máy, bộ phận giảm thanh các đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe cư ngụ ở các địa phương như Hòa Thành, Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu, Tân Biên, Gò Dầu, Thành phố, Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành, hẹn nhau qua điện thoại, mạng xã hội như Zalo, Facebook rồi tụ tập về địa bàn thành phố Tây Ninh để tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi và đều không có nghề nghiệp. Qua thử nhanh chất ma túy có 4 đối tượng dương tính với ma túy, 3 nam, 1 nữ. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Tây Ninh lập biên bản xử lý đối với từng đối tượng. Trong thời gian tới, lực lượng công an thành phố Tây Ninh tiếp tục tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ, tiếp nhận các tin báo có liên quan đến tình hình tụ tập đua xe trái phép, đồng thời tổ chức nhiều cuộc tuần tra kiểm soát trên các địa bàn đã xác định tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập thành từng nhóm để kịp thời giải tán phòng ngừa đua xe trái phép nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn